Chào mừng các bạn đến với kênh Ngôi Sao Bay. Thưa các bạn, trong bản tin này chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho các bạn về nhan sắc xinh đẹp của Quỳnh Anh, vợ cầu thủ Đỗ Duy Mạnh, tiểu thư con nhà đại gia. Ngoài tài năng bóng đá ra, về đời tư của Đỗ Duy Mạnh cũng được nhiều người quan tâm và chú ý. Đỗ Duy Mạnh có vợ là Quỳnh Anh xinh đẹp và là em vợ của cầu thủ Nguyễn Văn Quyết. Cô gái và nam cầu thủ đã quen biết nhau khi chỉ mới 19 tuổi. Cả hai từng trải qua nhiều thăng trầm buồn vui nhưng cuối cùng cũng về chung một nhà. Cả hai gặp nhau tại bữa tiệc của câu lạc bộ Hà Nội và đã cảm mến nhau. Vợ Duy Mạnh tên đầy đủ là Nguyễn Quỳnh Anh, sinh năm 1996. Cô gái trẻ có nụ cười ngọt ngào và xinh đẹp. Cô là một tài năng của Học viện Ngoại giao. Quỳnh Anh là ái nữ thứ hai của ông Nguyễn Giang Đông, cựu chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn FC. Quỳnh Anh cũng từng là cái tên gây sốt cách đây vài năm. Trong kỳ thi đại học năm 2014, Quỳnh Anh bất ngờ nổi tiếng sau bài văn miêu tả về anh rể là tiền đạo Nguyễn Văn Quyết. Theo đó, bài văn này nhận được 9 điểm và cũng là một trong những bài văn điểm cao nhất ở thời điểm đó. Sau khi tốt nghiệp khoa luật tại Học viện Ngoại giao, Quỳnh Anh không theo nghề mà lựa chọn công việc kinh doanh. Cô gái sinh năm 1996 có đến 2 cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm và quần áo. Được biết, Quỳnh Anh hiện đang chuẩn bị những khâu cuối cùng để sắp sửa ra mắt cửa hàng thứ 3. Ngoài ra, cô cũng cùng chị gái Huyền My lấn sân sang lĩnh vực truyền thông khi xây dựng riêng cho mình kênh YouTube có gần 1 triệu người theo dõi. Đến năm 2020, Duy Mạnh đã cầu hôn công chúa Béo tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và nhận được nhiều sự ủng hộ vui mừng từ người hâm mộ. Đến tháng 2 năm 2020, họ quyết định làm đám cưới. Đám cưới của cặp đôi là sự kiện được mong chờ, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ cũng như truyền thông. Đặc biệt, hàng xóm gần nhà cô dâu ở phố Ô Chợ Dừa cũng không ngừng bàn tán về lễ cưới siêu to khổng lồ của Quỳnh Anh với chàng tuyển thủ quốc gia này. Nhắc đến con gái cựu chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn, là mọi người lại tấm tắc ca ngợi nàng tiểu thư vừa xinh đẹp lại tài giỏi. Một người hàng xóm của gia đình Quỳnh Anh tiết lộ: bố mẹ Quỳnh Anh thì nhiều nhà lắm, đám hỏi thì tổ chức ở đây, nhưng đám cưới thì lại dựng rạp hoa ở căn nhà phía sau phố kia. Trước đó còn có thông tin Duy Mạnh đã mua nhà sát vách bố vợ. Trong ngày cưới, Quỳnh Anh khiến nhiều người chỉ biết ước ao khi đeo chiếc vòng được làm từ 285 viên kim cương có giá trị khoảng gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra, trang phục cưới của cô dâu và chú rể cũng là đều được thiết kế riêng. Những con số khủng khác cũng có thể kể đến như nhà chú rể đã chuẩn bị 3.000m² sân bóng đá thôn Giao Tác, nơi gắn kỷ niệm tuổi thơ của chú rể, được dùng làm nơi tổ chức hôn lễ. Không gian tiệc cưới được trang trí theo kiểu lâu đài cổ tích. Đơn vị tổ chức đám cưới tiết lộ rạp đám cưới được chuẩn bị trước khoảng 1 tuần. Về phía nhà cô dâu, đám cưới được tổ chức tại một khách sạn 5 sao nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội. Đây cũng là nơi Quỳnh Anh gặp Duy Mạnh lần đầu tiên. Tiệc cưới cũng có sự góp mặt của nhiều ngôi sao lớn như Đàm Vĩnh Hưng, Trịnh Thăng Bình, Đức Phúc và Mạc Văn Khoa cùng nhiều người nổi tiếng khác. Tháng 5 năm 2020, cả hai khoe tin vui có con đầu lòng trên mạng xã hội khi có chuyến du lịch tại Nha Trang. Trái ngọt của cuộc hôn nhân là bé Ú, tên thật là Đỗ Duy Minh. Trên trang cá nhân của mình, Duy Mạnh và Quỳnh Anh thường xuyên đăng tải những hình của con trai để thể hiện tình cảm với cậu bé. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.